Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hữu Thắng. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái cài đặt global. Thì các bạn muốn cài đặt về style hay là pedal hay là audio thì các bạn vào global để chỉnh sửa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn general control. Đây là metronome. Các bạn những cái chế độ normal thì nó sẽ không có cái điểm nhấn trong cái ô nhịp. Ascend thì nó sẽ có điểm nhấn ở đầu ô nhịp, và bell thì sẽ có tiếng bell nha các bạn. Bên này là volume mà to nhỏ của cái metronome. Bên này các bạn chỉnh sửa về cái phần nhịp đây, và tiếp theo là global reverb. Thì các bạn này là cái reverb cho cái tiếng của mình. Ví dụ như các bạn để âm 50 thì cái tiếng của bạn sẽ bị cục. Đa phần thì mình sẽ để 0. Còn nếu các bạn muốn reverb nhiều thì các bạn tăng lên, tối đa là 50 nha các bạn. Đây là fade in và fade out. Thì nó liên quan đến cái chỗ fade in, fade out gần cái nút stay top nha các bạn. Thì mặc định nó sẽ để là 10 giây. Thì các bạn có thể chỉnh sửa. Mình muốn bao nhiêu giây thì mình tự chỉnh sửa. Tiếp theo là chức năng phía dưới này. Thì cái này là cái chỉ số mà các bạn, nó sẽ tăng tốc độ nhịp cho các bạn nha. Ví dụ thì các bạn lại chọn cái thứ hai. Thì các bạn phải gán vào cái nút Assign hoặc là nút Switch bên phía bên gần cái volume này. Các bạn muốn như này thì các bạn sẽ vào cái menu. Mình chọn cái Path Assign Switch. Đây, mình đã gán trước là cái Assign Rando. Đây thì mình sẽ thử cho các bạn nghe nhé. Rồi. Nó sẽ tăng tốc độ nhịp lên nha các bạn. Đấy. Và bên này là cái line là mình cài đặt về pedal, tốc độ dây của pedal. Tiếp theo là bên phần interface. Thì bạn chỉnh sửa về cái ngôn ngữ. Nhưng rất tiếc là cái đàn cọc PA6 thì sẽ không có cái ngôn ngữ tiếng Việt. Thì bạn để mặc định là tiếng Anh. Đây là các bạn có thể chỉnh sửa màu tùy theo mình phong thủy các bạn muốn để màu nào. Đây, default là mặc định. Display hold là nó sẽ giữ cái màn hình của bạn khi các bạn thao tác vào một cái chức năng nào đó. Ví dụ mình sẽ off. Thì các bạn ví dụ vô cái piano, e-piano. Đấy, thì tầm khoảng 5 giây thì nó sẽ tự động, nó sẽ thoát ra màn hình chính. Ở dưới này là Program Change Show thì nó sẽ hiển thị những cái địa chỉ và cái vị trí mà các bạn muốn. Ví dụ nó sẽ nằm ở dưới đây. Ví dụ là 121.026.004 thì nó sẽ hiển thị. Khi các bạn tắt đi thì nó sẽ không hiển thị nữa. Cái track activity là nó liên quan về cái phần show của MIDI, các bạn sẽ không cần quan tâm lắm. Tiếp theo là cái auto select. Thì mình khuyên các bạn nên chọn cái performance. Nếu chọn cái này thì các bạn nó sẽ auto là các bạn chọn vào thì nó sẽ hiển thị tiếng liền. Nó sẽ chọn cái tiếng mặc định mà các bạn chọn đầu tiên của trang piano. Đấy. Các bạn mở không cần nữa thì nó, nếu các bạn chuyển cái trang khác thì nó sẽ không có chọn. Style thì cũng như vậy thôi, nó cũng tương tự là các bạn chọn vào style. Khi bạn chuyển thì nó sẽ chọn mặc định là cái tiếng mà trong cái phần pop hoặc là phần rock. Mình khuyên các bạn nên chọn performance, còn style thì sẽ không nên chọn. Tiếp theo là qua cái phần trang lock. Đầu tiên là master transpose, là khi các bạn không khóa cái phần này lại thì các bạn chuyển cái tiếng khác thì tự động nó sẽ nhảy qua một cái tông khác, nó chuyển transpose. Subscale thì nó là cái scale của sub, và hai cái phần này thì các bạn nên mở ra, cũng không cần có quan tâm lắm đâu. Tiếp theo là auto octane, thì cũng tương tự với master transpose, là các bạn khóa lại thì các bạn chuyển tiếng thì nó sẽ không có dịch chuyển, không có tự động dịch chuyển octane nha các bạn. Tiếp theo là phần control, đây là assign, assignable switch, thì các bạn khóa cái chức năng này lại